Phi công X Phạm Thanh Ngân 8 lần bắn rơi máy bay địch. Các bạn thân mến, phi công Phạm Thanh Ngân đã trực tiếp bắn rơi 8 máy bay của Không quân Hoa Kỳ và chỉ huy đơn vị bắn rơi 8 máy bay khác. Phi công Phạm Thanh Ngân là một trong số 16 phi công đầu tiên được công nhận danh hiệu X. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời binh nghiệp của ông qua những thành tích bắn rơi máy bay trên bầu trời Việt Nam các bạn nhé! Một, tiểu sử phi công Phạm Thanh Ngân. Phi công Phạm Thanh Ngân sinh ngày 18 tháng 4 năm 1939 tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, quê gốc của ông là ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Tháng 6 năm 1957, ông tham gia hoạt động đoàn thanh niên tại địa phương. Ngày 21 tháng 3 năm 1959, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ trinh sát, rồi tiểu đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 374, sư đoàn 351, pháo binh. 2. Cất cánh từ lính pháo binh. Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ảnh hưởng từ người cha tham gia kháng chiến, nên mới 16 tuổi, phi công Phạm Thanh Ngân đã hăm hở đăng ký đi nghĩa vụ. Tuy nhiên, mãi đến năm 1959, khi tròn 20 tuổi, ông mới được gọi vào lực lượng pháo binh. Ông thoáng cười khi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ. Mình yêu nghề pháo binh lắm. Năm 1961, được cử đi khám tuyển phi công, mình còn xin không đi cơ. Sau khi khám tuyển, cả đơn vị mấy trăm con người, chỉ có 2 người vượt qua kỳ khám tuyển và Phạm Thanh Ngân là một trong số 2 cá nhân xuất sắc ấy. Ông được đi huấn luyện tại trường dự khóa bay ở sân bay Cát Bi, Hải Phòng vào tháng 4 năm 1961. Tháng 10 năm đó, ông được cử sang Liên Xô học lái máy bay MiG-17. Trong quá trình học tại Liên Xô, không lúc nào ông không nghĩ đến việc học tiếng Nga cấp tốc. Đi trên xe buýt, ăn cơm cũng xem sách tiếng Nga. Phải tranh thủ học, vì chỉ có biết tiếng thì mới tiếp thu được kiến thức, mới hoàn thành được nhiệm vụ. Suy nghĩ ấy là động lực để ông không ngừng cố gắng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 1963, kết nạp chính thức ngày 8 tháng 9 năm 1964 khi đang học tại Liên Xô. Tháng 10 năm 1964, ông trở về nước và trở thành sĩ quan lái máy bay MiG-17 tại Trung đoàn 921 Không quân. Để đảm bảo yếu tố bí mật, ai hỏi thăm, ông cũng chỉ bảo là đi học kỹ thuật. Ông kể, thậm chí về nông thôn, người ta hỏi, anh đi Liên Xô học gì? Mình trả lời là đi học lái máy cày ấy mà. Thế mà ai cũng tin đấy. Đến tháng 8 năm 1965, ông tiếp tục được cử đi học lái máy bay MiG-21 tại Liên Xô. Tháng 6 năm 1966, ông về nước và lần lượt giữ chức vụ trung đội trưởng, đại đội phó, đại đội trưởng lái máy bay MiG-21 tại đoàn không quân Sao Đỏ. Từ đây, ông bắt đầu trực tiếp tham gia chiến đấu. 3. Thành tích trong chiến đấu. Những năm kháng chiến chống Mỹ, ta còn sử dụng máy bay MiG-17, chỉ mang được pháo mà không có tên lửa. Trong khi Mỹ có vũ khí và dàn máy bay đi trước ta đến mười mấy năm, toàn những máy bay siêu âm được mệnh danh là Thần Sấm F-105, Con Ma F-4. Đến ngày 9 tháng 1 năm 1967, chiếc MiG-21 số hiệu 4324 chính thức được trang bị cho Trung đoàn Không quân 92. MiG-21 là máy bay siêu âm, tốc độ gấp đôi MiG-17, có tên lửa hồng ngoại, tên lửa điều khiển vô tuyến, có radar. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân nhắc đến chiếc én bạc 34 với giọng trìu mến như nói về một đồng đội cũ. 34 tuyệt vời lắm, nhiều trận không chiến ác liệt, bị tên lửa bắn nhưng không rơi nhá. Anh em thay nhau điều khiển chiếc 34 đều lập thành tích xuất sắc cả đấy. Ngày 18 tháng 11 năm 1967, phát hiện địch đi từng tốp hướng Phú Thọ, Tuyên Quang. Biên đội 2 máy bay, số 34 và 36 của phi công Phạm Thanh Ngân và Nguyễn Văn Cốc bám sát, nhắm mục tiêu tiêu diệt tốp đi đầu. Xòe bàn tay trái, thượng tướng miêu tả, tốp đầu gồm 4 chiếc đi so le. Mình đi trước nên rướn lên bắn chiếc ngoài cùng bên trái, sau quay ra bắn chiếc ngay bên cạnh, cự ly gần, tốc độ lớn. Bắn nó xong thì mình cũng gần như lao vào, nên mình vút lên luôn, không quan sát được, thì nghe tiếng cốc reo lên là cháy rồi. Thì ra chim cắt số 2 cũng đã bắn cháy một chiếc bên phải, đồng thời nhìn thấy chiếc thứ 2 lĩnh trọn quả tên lửa của mình và nổ tung. Hôm ấy bắn đúng 3 quả tên lửa, tiêu diệt 3 máy bay địch, là trận tác chiến hiệu quả nhất của hai anh em.
Trong lúc nói về những chiến tích cũ, không khi nào phi công Phạm Thanh Ngân không nhắc đến tên của các đồng đội của mình. Bởi như ông nói, phi công là người cuối cùng trực tiếp giáp chiến với kẻ địch. Nhưng để một phi công có thể cất cánh được thì phải kể đến công lao của nhiều người chuẩn bị. Một trung đoàn có 30 đến 40 phi công thì phải có sự chuẩn bị đóng góp của hơn 1.000 người ở mặt đất. Từ thợ máy, bộ phận radar, vô tuyến, người làm công tác quân giới, nạp đạn, pháo, tên lửa, người bảo đảm cho đường băng cất, hạ cánh, nhiều thứ lắm. Nên bao giờ bắn rơi được máy bay cũng là thành quả của cả tập thể. Trên chiếc én bạc 34, phi công Phạm Thanh Ngân đã trực tiếp hạ hai máy bay F-105, thần sấm của Không quân Hoa Kỳ. Đây cũng là thành tích cao nhất mà những người từng lái MiG-21 số hiệu 4324 từng đạt được. Trong thời gian từ 1966 đến 1968, ông đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu và trực tiếp bắn rơi 8 máy bay của đối phương và chỉ huy đơn vị bắn rơi 8 máy bay khác. Ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 8 huy hiệu vì thành tích này. Tháng 7 năm 1968, ông được đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua tiêu biểu hai miền Nam Bắc. Cùng tháng 12 năm 1968, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một chiếc đồng hồ vì thành tích bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ông được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 18 tháng 6 năm 1969 khi đang là đại úy, đại đội trưởng thuộc Trung đoàn Không quân 921. Điều đặc biệt là hai trong số máy bay MiG-21 mà ông từng điều khiển mang số hiệu 4324 và 4326 đều là những chiếc máy bay có số lần bắn hạ đối phương cao nhất. Chiếc 4324 với 14 lần và chiếc 4326 với 13 lần. Đồng thời cũng có số lượng phi công từng điều khiển đạt đẳng cấp X nhiều nhất, được phong anh hùng nhiều nhất và trở thành tướng lĩnh nhiều nhất. Tháng 9 năm 1970, ông lại được cử sang Liên Xô theo học tại Học viện Không quân Gagarin. Mãi đến tháng 9 năm 1975, ông mới trở về nước và tham gia viết tài liệu tại Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân. Tháng 6 năm 1977, ông được cử làm sư đoàn phó Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Không quân vừa được thành lập. Tháng 8 năm 1978, ông được cử đi học tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1979, ông trở về làm sư đoàn phó, sau đó thăng làm sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 371. Tháng 8 năm 1982, lần thứ tư ông đến Liên Xô học tập, Học viện Bộ Tổng tham mưu Voroshilov. Tháng 7 năm 1984, ông về nước và được cử giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân. Đến tháng 2 năm 1985, được thăng làm Phó Tham mưu trưởng thứ nhất Quân chủng Không quân. Tháng 9 năm 1986, thăng làm Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân chủng kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Không quân. Cho đến tháng 10 năm 1987, thì ông thôi chức Chủ nhiệm Chính trị, nhưng vẫn là Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân chủng. Tháng 6 năm 1988, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Tháng 4 năm 1989, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy Quân chủng Không quân. Tháng 9 năm 1991, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7 với cương vị Tư lệnh Quân chủng Không quân. Tháng 6 năm 1992, ông được thăng hàm Trung tướng. Tháng 1 năm 1996, ông được bầu tiếp làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8. Tháng 5 năm đó, ông được phân công làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tháng 7 năm 1997, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10. Tháng 12 năm 1997, ông được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8. Từ tháng 1 năm 1998, ông được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 11 năm 1999, ông được thăng hàm Thượng tướng. Tháng 5 năm 2001, ông thôi chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được phân phụ trách Ban Tổng kết Chiến lược về Quân sự và Quốc phòng trực thuộc Bộ Chính trị. Một năm sau, ông nghỉ hưu. 4. Kỷ niệm không quên khi gặp Bác. Ông kể, dạo đó đang là đầu mùa thu, 15 anh hùng chiến sĩ thi đua thanh niên xung phong, du kích tiêu biểu, có nhiều thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu xuất sắc ở hai miền Nam Bắc, được mời đến phủ chủ tịch để gặp Bác. Nhận được giấy triệu tập của quân chủng, tôi mừng lắm, chỉ mong sao cho đến ngày được gặp cụ. Thế rồi ngày đó cũng đến. Bước chân vào phủ chủ tịch, một dãy bàn dài phủ khăn trắng,
dưới vòng cây xanh mát, quanh vườn tràn ngập hương hoa ngọc lan và tiếng chim ríu rít. Bác ngồi giữa bàn, hai bên là hai chiến sĩ nữ ở miền Nam mới ra. Ở dãy đối diện có đồng chí Phạm Văn Đồng, đứng dưới gốc cây là nhà báo Bốc Xét. Ông cùng đồng đội kế tiếp nhau ngồi quanh hai bác. Trên bàn bày hoa, nước, bác đã chuẩn bị sẵn. Bác hỏi thăm sức khỏe của bộ đội và du kích, hỏi những khó khăn trong sinh hoạt và chiến đấu. Mỗi người đều được bác hỏi chuyện. Khi đến lượt phi công Phạm Thanh Ngân, bác hỏi: "Cháu kể chuyện đi." Ông bẽn lẽn: "Thưa bác, cháu kể chuyện về không quân ạ." Ông lần lượt kể cho bác nghe những trận chiến đấu của mình. Hôm đó, một tốp máy bay của địch gồm 12 chiếc F-105 và 4 chiếc F-4 bám sau xuất hiện trên bầu trời Yên Bái, Phú Thọ. Chúng bay từ Thái Lan sang, vòng xuống núp sau dãy núi Tam Đảo hướng vào Hà Nội. Sau khi phát hiện mục tiêu, phi công Phạm Thanh Ngân nhanh chóng thông báo và lệnh cho máy bay số 2 công kích tốp cường kích bên phải, còn mình xông thẳng vào tốp bên trái, mặc dù biết phía sau máy bay F-4 của địch đang bám theo. Tôi đột ngột tăng tốc độ, phóng một quả tên lửa thứ nhất vào tốp đi đầu. Sau ít giây, máy bay địch bốc cháy. Lúc này tốc độ tiếp cận rất lớn. Tôi cho máy bay vọt lên rồi phóng quả tên lửa số 2 tiêu diệt chiếc F-105 thứ 2 của địch. Cùng lúc, máy bay số 2 cũng phóng tên lửa vào tốp máy bay bên phải. Một máy bay địch trúng đạn bốc cháy. Ông nhớ lại, trận đó biên đội của ông bắn rơi 3 chiếc. Tên lửa đối không của ta cũng hạ được 6 chiếc. Trong đó có một chiếc F-105 do một tên đại tá phi công Mỹ lái. Đây là trận đánh hiệp đồng tuyệt đẹp của không quân và tên lửa phòng không. Trong 2 ngày tiếp theo, biên đội của ông bắn rơi thêm 2 chiếc nữa. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân hồi tưởng. Tôi kể xong, bác Phạm Văn Đồng hỏi tiếp: "Thế đồng chí lái được loại máy bay gì?" Tôi trả lời: "Dạ thưa bác, cháu lái được MiG-17 và MiG-21 ạ." Bác Đồng lại hỏi: "Thế đồng chí lái máy bay nào tốt hơn?" Tôi trả lời: "Thưa bác, cháu lái máy bay MiG-21 tốt hơn ạ." Bác Đồng lại hỏi: "Thế đồng chí bay được bao nhiêu giờ rồi?" Tôi đáp: "Dạ thưa, được khoảng 200 giờ ạ." "Thế số anh em mới về lái có tốt không?" Tôi trả lời: "Dạ thưa, số anh em mới về trẻ, khỏe, có kiến thức nhưng chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Các đồng chí ấy tương lai sẽ rất giỏi ạ." Nghe ông báo cáo xong, bác Hồ căn dặn: "Các chú phải chăm học tập, rèn luyện hơn nữa. Càng học tập càng tiến bộ, càng tiến bộ thì đánh địch càng giành thắng lợi." Ông nhìn bác, lòng dâng trào cảm động. Tướng Phạm Thanh Ngân nói: "Đây là chiếc đồng hồ của bác Hồ tặng cho những người bắn rơi nhiều máy bay Mỹ khi người đến thăm quân chủng phòng không không quân. Tôi giữ nguyên trong hộp làm kỷ niệm từ đó đến giờ." Chợt nhớ ra điều gì, ông chạy vào buồng lấy ra chiếc mũ bay. Ông nói: "Còn đây nữa, chiếc mũ này cùng tôi lập chiến công bắn rơi 8 máy bay Mỹ từ năm 66 đến năm 69. Tất cả những gì quý nhất trong cuộc đời chiến đấu, tôi trao cho bảo tàng để góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bộ đội Cụ Hồ." Các bạn vừa theo dõi Phi công X Phạm Thanh Ngân, 8 lần bắn rơi máy bay địch. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.